Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Xếp hạng tài lộc của 12 chòm sao cuối năm 2020, thân tài mỉm cười với ai? Theo xếp hạng tài lộc của 12 chòm sao cuối năm 2020 này, ai sẽ là người tiền bạc dư giả, thoải mái chi tiêu, ai sẽ là người tài chính bấp bênh, cần phải tiết kiệm? Hãy cùng Lịch Nghề Tốt khám phá ngay sau đây. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Hạng 1, Kim Ngưu, xem xếp hạng tài lộc của 12 chòm sao cuối năm 2020. Xin chúc mừng Kim Ngưu, bởi bạn là một trong số những người có nguồn tài chính dư giả nhất trong khoảng thời gian cuối năm này. Nếu đã đi làm, bạn sẽ phải đối diện và đưa ra một vài quyết sách quan trọng có ý nghĩa quyết định số tiền mà bạn sở hữu là nhiều hay ít. Có một số người cũng sẽ bắt tay hoặc tham gia vào những hạng mục đầu tư, hợp tác mới, hứa hẹn sẽ đem lại cho bạn một khoản khá khá. Dịp cuối năm, hướng kiếm tiền mới có thể sẽ mở ra trước mắt bạn. Bạn có thể suy nghĩ đến việc đi làm ăn xa, dù có hơi vất vả một chút, nhưng chắc chắn thành quả sẽ cho bạn thấy được sự thỏa mãn. Hổ Cáp, cuối năm 2020, Hổ Cáp có những phán đoán chuẩn xác hơn về thời cơ và có thể sẽ đưa ra những quyết định đầu tư mới. Khỏi phải nói những quyết định này sẽ ảnh hưởng lớn tới số tiền mà bạn đang sở hữu ra sao. Bạn cảm thấy mình không nhất thiết lúc nào cũng phải tuân theo kế hoạch đã đề ra nữa. Nhiều khi, việc sửa đổi hướng đi phù hợp với hướng phát triển của xã hội cũng là vô cùng cần thiết. Một số người gặp may mắn trong lĩnh vực mua hoặc bán bất động sản, nếu chớp được cơ hội thì khoản lợi bạn thu được sẽ không hề nhỏ. Có thể thời điểm này bạn cũng sẽ bận rộn ngược xuôi đấy, nhưng thành quả trước mắt chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng. Market có thể trở thành một trong những cung hoàng đạo dư giả nhất dịp cuối năm này là vì bạn đã có động lực để không ngừng cố gắng. Thời điểm này, bạn xác định rõ ràng mục tiêu của mình, chứ không còn cắm đầu cắm cổ làm việc một cách vô định như trước nữa. Để có thể kiếm được một khoản khá khá cho mình, bạn hãy suy nghĩ cẩn thận trước mỗi quyết định đầu tư. Bởi để có thể cầm được tiền trong tay, bạn cũng sẽ phải vượt qua khá khá khó khăn, thử thách đấy. Bạn cũng nên tránh mâu thuẫn, tranh chấp với mọi người xung quanh, vừa gây ảnh hưởng hòa khí lại khiến cho công việc trở nên phức tạp hơn. Cự Giải, tình hình tài chính của Cự Giải có dấu hiệu từ từ khởi sắc, dù làm việc ở lĩnh vực nào đi chăng nữa thì bạn cũng duy trì được một khoản thu nhập khá ổn định. Nếu cố gắng hết sức mình trong công việc, gặt hái được thành tích, làm vừa lòng lãnh đạo thì ắt hẳn bạn sẽ thưởng nóng một khoản khá khá đấy. Bạn nhận ra rằng những việc mình làm từ trước đến giờ chẳng hề hữu ích, chẳng qua thành quả thì chỉ cần phải chờ thời gian mới gặt hái được mà thôi. Một số người làm ăn cũng có thể thử sức thêm ở những lĩnh vực mới, ít nhiều gì cũng sẽ có lời lãi. Hạng 5, Bảo Bình. Xếp hạng tài lộc của 12 chòm sao cuối năm 2020 thấy rằng thời điểm cuối năm này, điều Bảo Bình cần nhớ là hãy hết sức giữ bình tĩnh và lý trí. Đừng để những chuyện tranh chấp, mâu thuẫn bên lề gây ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của mình. Nếu chăm chỉ làm tròn bổn phận, đến cuối năm bạn chắc chắn sẽ nhận được một phần thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Thậm chí, một vài người nắm bắt được thời cơ sẽ còn chạm tay được đến cơ hội tăng lương, thăng chức, giúp tình hình tài chính cải thiện đáng kể. Vì thế, cung hoàng đạo này hãy luôn ở vị trí sẵn sàng, đừng để cơ hội vụt mất nhé! Hạng 6, Thiên Bình. Thiên Bình cần phải tốn thời gian giải quyết những nhiệm vụ còn tồn đọng từ trước đó. Mới đầu, bạn tưởng những công việc ấy là khó khăn và mệt mỏi, nhưng rồi cứ cố gắng, bạn cũng sẽ tìm được hướng giải quyết thích hợp. Hơn nữa, có thể những nhiệm vụ ấy còn đem lại cho bạn những lợi ích bất ngờ, ví dụ như một khoản thưởng nhỏ nhỏ chẳng hạn. Nếu muốn tiếp tục cải thiện tình hình tài chính của mình, thì bạn có thể tìm thêm các công việc làm thêm hoặc tiến hành những mối đầu tư nhỏ. Hạng 7, Sư Tử. Tình hình tài chính của Sư Tử không được lý tưởng như mong muốn trong khoảng thời gian này. Công việc bề bộn khiến bạn tốn thời gian giải quyết, mà đôi khi cái tính nhanh nhẩu đoàng lại khiến bạn mắc phải lỗi lầm, khiến cho mọi việc càng thêm rối rắm. Cuối năm 2020 này, muốn có đồng ra đồng vào thì bạn cần phải cố gắng rất nhiều. Cơ hội kiếm tiền không phải cứ vươn tay ra là đã nắm bắt được.
bạn nên tránh việc đam mê làm giàu mà nghe theo lời rủ rê của những người không đáng tin cậy. Cách làm giàu tốt nhất với bạn là hạn chế chi tiêu, thực hành lối sống tiết kiệm. Hãy cố gắng vượt qua khoảng cách thời gian này nhé! Hạng 8. Bạch Dương. Tài chính của Bạch Dương có ít nhiều biến động trong thời điểm cuối năm này. Nếu không muốn phải chịu nhiều thua lỗ thì bạn phải cần chú ý hơn trong lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là đầu tư mạo hiểm. Những mối đầu tư hứa hẹn đem lại nhiều lợi ích chưa chắc đã giúp bạn nhận lại được những kỳ vọng. Thậm chí nếu quá ham làm giàu, bạn có thể sẽ phải chịu lỗ nữa đây. Bạn cũng cần phải chú ý đến những đối tượng hợp tác với mình bởi không phải ai cũng là người đáng tin cậy. Thời gian này, trước khi tiêu tiền, bạn cần phải chú ý, cân nhắc kỹ càng hơn trước đây. Hạng 9. Song tử. Con đường tài vận của song tử không được như ý muốn, khiến bạn nhiều khi ở vào trạng thái mệt mỏi, bận rộn, tối tăm mặt mũi. Bạn muốn được hưởng một mức lương cao hơn, đầu tư đem lại lợi nhuận lớn hơn nên cần tốn rất nhiều công sức trong việc cạnh tranh, lập kế hoạch, xử lý những mối quan hệ rắc rối phát sinh. Nếu không có cách xử lý khôn khéo, bạn rất dễ vướng vào trục việc tranh chấp không đáng, thậm chí là phải bù tiền, khắc phục tổn thất. Vì thế, lời khuyên cho bạn là hãy hết sức giữ bình tĩnh, muốn đạt được thành công thì không nên nóng vội nhất thời, kẻo sồi hỏng bỏng không. Hạng 10. Nhân mã. Cuối năm 2020 này, tình hình tài chính của nhân mã không được khả quan, thậm chí bạn sẽ phải chịu áp lực kinh tế khá lớn nữa đây. Có thể bạn sẽ phải tốn tiền cho những hoạt động xã giao, khiến cho tiền kiếm được đã chẳng bao nhiêu lại còn liên tục hao phí. Vì vậy, bạn cần tránh tiêu tiền hoang phí cho những sở thích nhất thời, luôn có một khoản tiền tiết kiệm để dự phòng cho những việc bất ngờ xảy ra. Cung hoàng đạo này cũng không nên vội vàng đầu tư mà nên lùi về giữ vốn, chờ một khoảng thời gian khác thích hợp hơn. Hạng 11. Sử nữ. Sử nữ không có nguồn tài chính dư dả trong thời điểm cuối năm này, có thể bạn sẽ phải phụ trách nhiều vấn đề lớn lao nên luôn vất vả, chạy đồn chạy đáo nhưng lại không nhận được phần thưởng như ý muốn, thậm chí còn bị kẻ khác cướp công. Dù có nóng nảy đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến cách cư xử, không nên khiến cho mọi việc càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn, thậm chí đẩy bản thân vào cảnh mất tiền hoặc bị lãnh đạo đánh giá không tốt. Hạng 12. Song ngư. Song ngư có kinh tế eo hẹp trong thời điểm cuối năm 2020 này. Một số người trẻ tuổi rơi vào tình hình tài chính bấp bênh vì không có việc làm ổn định, mà những khoản tiêu dùng hàng ngày thì không thể cắt giảm. Việc đầu tư cũng không lý tưởng vào lúc này. Nếu cứ dấn thân thực hiện thì dễ phải chịu cảnh thua lỗ, nợ nần. Vì vậy, bạn nhất thiết phải chi tiêu một cách tiết kiệm, cân nhắc kỹ càng trước khi mua một món đồ, hoặc nếu không cần thiết thì bạn cần tránh chi tiêu cho những món đồ đắt tiền. Đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt, chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.